Rivet, lại là mình đây, Tiêu An, admin của Wasser One. Thì như ở trong video trước mình đã có nói, và trong video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn những cái hay mà nếu như các bạn khi đăng ký lên cái tài khoản VIP thì các bạn sẽ nhận được những cái ưu đãi riêng của nó so với một cái tài khoản thường. Thì ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách làm sao để chúng ta có thể nâng cấp từ một cái tài khoản thường lên một cái tài khoản VIP ở trên Lambo ha. Thì trước hết, để đề phòng cho trường hợp bạn nào lần đầu tiên mới xem cái video này của mình mà chưa xem các video trước đó, mà bây giờ bạn muốn mở một cái tài khoản ở trên Lambo, thì các bạn có thể truy cập ở trên YouTube tìm đến cái video của mình có cái thumbnail giống như đang xuất hiện trên màn hình ha. Đường link thì mình sẽ gắn thẻ ở trên video nhé. Còn bạn nào mà đã có rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nâng cấp tài khoản VIP ha. Bước đầu tiên đó là các bạn sẽ mở trình duyệt lên cho mình, và sau đó thì các bạn sẽ gõ cho mình cái đường link xuất hiện như sau. Thì cái đường link này mình sẽ để ở trong phần mô tả của video ha. Khi truy cập vào đây thì bạn nào mà đã có tài khoản thì các bạn sẽ bấm vào cái phần đăng nhập ha. Còn bạn nào mà chưa có tài khoản thì các bạn cứ đăng ký như mình nói lúc nãy nhé. Thì đây chính là khu vực mà các bạn có thể đăng ký thành cái tài khoản VIP. Nhưng trước khi đăng ký thì mình muốn nói sơ qua một số ý để các bạn có quyết định xem thử là các bạn có muốn nâng cấp cái tài khoản VIP hay không. Thì thứ nhất đó là đặc quyền của những thằng VIP, đó là các bạn sẽ được truy cập cái khóa học tạo thu nhập với Lambo X. Cái thứ hai đó là các nhóm thảo luận riêng chỉ dành cho Lambo, cho VIP. Thứ ba là ưu tiên sử dụng tính năng và chính sách mới. Và thứ tư là ký hiệu VIP ở trên này. Rồi, và cuối cùng là cái nhiệm vụ riêng chỉ dành cho VIP. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy như sau. Ở đây mình đã là một cái thành viên VIP rồi, nên mình có thể truy cập vào cái khu vực VIP như các bạn có thể thấy ở đây. Thì mình sẽ mở ra cái khu vực VIP này cho các bạn thấy những cái đặc quyền khi mà các bạn từ một cái user thường lên một cái user VIP thì nó sẽ như thế nào. Thì ở trong khu vực VIP này, thứ nhất đó là mình sẽ được học những cái khóa học mà Lambo đã dành sẵn. Thì ở cái khóa học này thì các bạn có thể thấy ở đây. Thứ nhất đó là ví dụ như các bài giới thiệu tổng quan về Lambo X này, các hướng dẫn sử dụng link, rồi cách làm website, cách chạy Google Ads và Facebook v.v. Thì sau này khi mà Lambo tung ra nhiều cái khóa học khác nữa thì những thành viên VIP vẫn có thể được học. Ok ha. Cái thứ hai đó là về cái group Telegram dành cho thành viên VIP. Thì ở thời điểm hiện tại khi mà mình đang làm cái video này thì trong cái group VIP đó thì mình chỉ thấy có 621 thành viên thôi. Tức là cái số lượng người đăng ký tài khoản ở trên Lambo trong thời điểm lần đầu tiên mình làm cái video hướng dẫn cho tất cả các bạn là khoảng 50 mấy ngàn người, 57 ngàn người. Nhưng cái số lượng đăng ký lên cái tài khoản VIP nó rất là ít. Điều này có nghĩa là nếu bây giờ mà bạn càng đăng ký cái tài khoản VIP nhanh hơn thì cái khả năng là thu nhập của bạn sẽ được nhiều hơn, và cơ hội của bạn trong cái việc sử dụng Lambo hoặc các cái nền tảng khác để kiếm ra được cái thu nhập nó sẽ cao hơn so với những cái user thường ha. Cái lợi thế thứ ba nữa đó là các bạn có thể là nâng cấp lên cái tài khoản Plus. Thì mình cũng ở đây mình nói sơ qua về cái nâng cấp lên cái tài khoản Plus thì nó như thế nào. Đó là khi nâng cấp lên tài khoản Plus thì các bạn sẽ được một cái đặc quyền ưu tiên ở trên Lambo, đó là cái xu hướng. Xu hướng nghĩa là gì? Tức là ở đây Lambo chỉ muốn điều hướng cho những ai là người đứng đầu ở trong Lambo thì người đó mới tạo ra cái xu hướng, hoặc là những người đó nắm bắt cái xu hướng để từ cái xu hướng đó đi quảng bá lại cho người khác và ăn hoa hồng từ những cái quảng bá đó. Hoặc ra ở trên Lambo thì người ta còn có thêm là hướng dẫn thao tác từng bước để dễ hiểu, tức là có người cầm tay chỉ việc cho bạn. Hoặc là các bạn có thể nhận được thêm các buổi livestream mỗi tuần do Lambo cập nhật. Và cái ưu tiên của hoa hồng đó là so với tài khoản VIP và tài khoản thường là chỉ có 30%, thì ở đối với tài khoản Plus có thể lên đến 40% hoặc có thể cao hơn nếu chính sách của Lambo nó có thể thay đổi ha. Và ngoài ra thì mình thấy có một cái hay ở trên Lambo, đó là ký hiệu VIP sau khi sau tên của bạn khi hoạt động tại Lambo. Bạn có thể hiểu nó như thế này. Đó là nếu như ở trên Facebook á, thì chúng ta khi truy cập vào các fanpage, nếu bạn tương tác nhiều với fanpage đó thì các bạn sẽ được coi một fan cứng. Thì ở trên Lambo thì nếu như mà các bạn nâng cấp gói tài khoản thì ok là các bạn cũng sẽ có cái biểu tượng VIP như mình ở như thế này. Hoặc là các bạn có thể là Plus ha, tùy gói mà các bạn nâng cấp. Cái này nhìn thấy mình thấy cũng khá là vui và khá là thú vị ha. Và cái cuối cùng thì hiện tại thì đó là nhiệm vụ chỉ dành riêng cho VIP. Thì ở đây cái này thì đối với mình nó vẫn chưa ra. Thì mình nghe thông tin đâu đó là tầm vào tháng 7, tháng 8 thì Lambo sẽ cung cấp cái này ha. Nhưng mà thôi, qua những cái đặc quyền mà đối với thành viên VIP được có thì các bạn hãy xem thử là các bạn có muốn đăng ký hay không.
Tại vì khi đăng ký cái này chúng ta chỉ mất có 399k. Đây là một số tiền nó không hề nhiều, và đối với một người làm MMO thì nó, đối với cá nhân mình, theo cái góc nhìn của mình thì nó rất là rẻ so với những cái đặc quyền mà mình được nhận lại. Thì bây giờ cách làm sao để chúng ta đăng ký thì các bạn chỉ cần đơn giản nhấn chuột trái vào nút đăng ký cho mình là được ha. Và khi ở đây đăng ký thì các bạn chỉ cần kéo xuống là chọn phương thức thanh toán. Các bạn có thể chuyển qua ngân hàng, ví điện tử Momo hoặc là thẻ Visa ha. Và các bạn nhấn vào cái mục tiến hành thanh toán ở đây. Tại vì ở đây mình đã là một cái thành viên VIP rồi cho nên là mình không thể tiến hành thanh toán nữa. Còn khi mà các bạn tiến hành thanh toán thì các bạn chỉ cần chuyển khoản với một cái nội dung là một cái dòng chữ, như mình nhớ nó là một cái những cái dòng chữ, thì các bạn cứ nhập nội dung y chang như vậy, để khi bên Lambo người ta kiểm tra thông tin thì người ta sẽ xác thực cho bạn là một cái thành viên VIP ở trên Lambo ha. Ở đây khi mà mình nâng cấp lên cái gói tài khoản VIP thì mình sẽ có một cái dòng mã nó kiểu như sau. Thì các bạn cứ nhập dòng mã này ở trong phần nội dung như lúc nãy mình đã nói ha. Và khi mà các bạn nâng cấp thành công thì Lambo nó sẽ gửi cho bạn một cái email để thông báo cho các bạn như thế này ha. Và sau khi nâng lên VIP thành công thì trong video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách làm sao để chúng ta có thể đi quảng bá Lambo đến cho mọi người để tạo về cho bạn những cái thu nhập đầu tiên ha. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video lần sau nhé.